Ok, hello anh mình nhé, chào mừng quay trở lại kênh của mình. Rất nhiều anh em mà có hỏi mình là anh ơi, nếu mà bây giờ mà muốn đánh con cầu lồng xanh mà muốn đánh kiểu kết ấy, à, đánh kết để làm gì để ăn được nhiều ấy, thì mình sẽ phải làm thế nào đúng không? Thì ok, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em làm thế nào để có thể gọi là bắt được con cầu một cách thật chuẩn chỉ, chính xác, được chưa? Tôi thì ngày hôm nay thì cũng không linh tinh liên thuyên làm gì nhiều, vào bắt luôn, triển khai luôn cho anh em xem là trên cầu lồng xanh ở đây đánh tiếng kết nhé. Rồi, thế con đối với con cầu này thì mình sẽ kết con xỉu đi nhá. Mình sẽ kết con xỉu là 15 mà xỉu. Nói chung là tiếng kết thì mình cứ đánh như bình thường thôi. Mình gấp gấp lên một tí thì được. Chứ không nhiều khi mà nó gãy ra thì cũng hơi ối rồi đấy. Nên là tầm này thôi. Để xem ra làm sao đây. Con này mà đi ok, xong xuôi bú được nữa thì lại là ngon. Chứ còn tầm này mà gãy nữa thì thôi đấy. Nghe chừng là có vẻ hơi dở đấy. Nào. Cứ thế này thôi đúng không? Cầu không cần nhiều. Con này nói chung là tay đầu tiên thì bú thôi chứ còn gì nữa. 4-1-1 đúng không? Đấy, không cần phải khó khăn làm gì mà mình cứ thoải mái đánh. Cầu kèo nhiều khi nó hơi khó một tí nhưng mà mình đánh lên được thì nó sẽ rất là dễ lên. Nào. Tiếp tục cho mình thêm một con cầu nữa thì cầu này nó lại gì ạ? Nó lại là con 212 thì mình nghĩ là mình sẽ đánh theo quả cầu 22 đi. Theo cầu 22, 1m250 nhá. Đấy. Nói chung đánh thì cứ thế thôi mà. Thật sự đánh nếu mà đánh tiếng kết anh em muốn đánh thì anh em đánh tay đầu tiên đánh to thôi. Có những tay sau thì đánh nhỏ nhỏ lại cho mình nhá. Không mà đụng gãy cầu ra thì anh em lại đổ tại tôi là bảo ui đánh nó không chuẩn hay là này nó bịp biếc các thứ nó khó tôi ra. Đúng không ạ? Nhưng mà mình cứ đúng mà làm. Cứ chuẩn chỉ mà đánh lên thì tỷ lệ mà lên rất là dễ luôn đấy. Còn đánh mà sai sai lệch lệch ấy thì gãy đấy đúng không, không đùa được đâu. Nhưng con cầu này thì tiếp tục là bú rồi này, rồi quả này ở đây thì 542 thì mình sẽ vào thêm cái gì đây, tiếp tục con này thì mình sẽ làm con tài nhá, thêm một con tài 1m438 này. Để đánh thì em thấy không, không khó nhé, chỉ khó là gì ạ, mình có đánh được lên hay không thôi. Chứ con này mà đánh được lên nữa thì cầu kèo nó gọi là cực kỳ tuyệt vời luôn. Được chưa, để xem nào nhé. Thường thì con này thì mình nghĩ là muốn gãy cũng là một cái gì đó khó đấy, không phải đơn giản đâu, muốn mà gãy được ấy khó lắm đúng không. Nhưng mà thôi, nói thì nói có khó hay không khó, nó dễ hay không dễ thì mình cứ phải gì ạ, cứ phải bình tĩnh cẩn thận đúng không. Nào để xem nào ấy. Ôi giời ơi, lại về 1-1 rồi, không có 2-1-2 mà thế nào lại ảo thế nhỉ. Tiếp tục này thì mình sẽ xem tiếp nhá, để xem thế nào ấy. Nói chung thì con này thì đánh cứ từ từ nó sẽ lên, mình cũng không phải vội làm gì mà. Ngoài cứ chậm chậm một tí thôi. Tiếp tục con này đây thì 212. 212 thì đánh con này hay đánh 2-1 nhỉ? Thôi cứ làm thêm con xỉu đi. Để xem thế nào. Tiếp tục nhá, xem con này ở đâu đây. Nói chung thì tiếng này thì nếu mà không gãy lên được nữa thì vẫn cứ là ok thôi. Còn con này mà gãy thì lại phải tính toán lại. Nhưng mà thường này con này nói này khó, bảo gãy thì hơi khó. Nên là thôi, cứ từ từ đã. Xem nào đây. Xem thế nào đây, 332. Có gì khó đâu đúng không? Đơn giản đấy mà. Nào, tiếp tục đây.
Con này thì khi mà kết lên được rồi ấy, cầu này em đang lên ở ổn này rồi thì mình sẽ tiếp tục vào đánh thêm một xỉu nữa đi, bảy xỉu nhá, 950 này. Đó, còn nói chung là ngày hôm nay đánh cứ lên được thế này là ngon rồi các ạ. Chứ còn tầm này mà ổn ổn một cái thì thôi cũng là bú luôn, còn gãy thì thôi ạ. Rồi để xem thế nào, con này ở đây mà ok thì đẹp luôn em ạ, chứ còn tầm này mà gãy ra nữa thì cũng khó anh em ơi. À, để xem thế nào nhé. Nói chung thì cầu này ở đây ấy, mà ăn được thì cũng dẻo cũng ngon, còn tầm này mà gãy ra thì thôi dở luôn ạ. Nào có bú hay không đây? Ui giời, còn lổ luôn được cả hũ anh em ạ. Được chưa anh? Được chưa anh em? Cầu kèo nó phải gọi là quá là ok luôn, nó bình của chóp luôn. Rồi, cầu này thì ở đây thì đẹp luôn đấy. Tiếp tục nhé, đối với cầu như thế này ấy, thì mình sẽ làm thêm một con nữa đi. Mười xỉu ba làm con tài đấy đúng không? Em thấy có ngon không ạ? Quá là ngon luôn đúng không? Khi mà mình đã đánh một cái tiếng kết này, lại còn lỗ hũ nữa thì thôi. Con gì nữa đâu mà khóc với sầu đúng không? Ngày hôm nay thì anh em hiểu vấn đề luôn. Đánh cho con game này nó biết thế nào là vấn đề ở đâu đúng không? Khóc nhè luôn này, đánh nó mếu luôn. Nào, xem thế nào đây. Con này ở đây mà bú được lửa thì lại thành ngon. Chứ tầm này mà gãy ra thì hơi ối rồi đấy. Anh em, nếu anh em nghĩ con này gãy thì có gãy đâu. Không gãy được đâu đúng không? Không gãy được đâu, 653 thấy chưa? Anh em thấy cách thử cầu này của mình có ổn không? Khá là ổn đúng không? Đấy thì có thể tham khảo cách bắt cầu này của mình nhá. Ok chưa? Bye bye anh em.